Nhận định bóng đá Liverpool với Man City, 23:30 ngày 7 tháng 2, vòng 23 Ngoại hạng Anh, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool sẽ có cuộc đụng độ với ứng cử viên nặng ký Manchester City trên sân nhà Anfield ở vòng 23. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Manchester City đang hướng tới chiến thắng thứ 10 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh và điều này đồng nghĩa với trận thua thứ 3 liên tiếp trên sân nhà cho đương kim vô địch Liverpool tại Anfield vào chủ nhật này. Đội bóng của Pep Guardiola sau khởi đầu bấp bênh vài tháng qua có vẻ như đang trở lại mạnh mẽ, trong khi sự sa sút Liverpool, 3 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 thất bại trong 9 trận đấu gần nhất đang đe dọa nghiêm trọng hy vọng bảo vệ ngôi vô địch của họ. Một chiến thắng cho Man City sẽ giúp họ bỏ xa Liverpool 10 điểm với một trận chưa đấu và đây là thời cơ tốt nhất để họ làm điều đó. Mặc dù đã 18 năm kể từ lần cuối cùng nửa xanh thành Manchester thắng một trận đấu tại Anfield. Đối với Liverpool, đây là trận đấu mà đội bóng của Jurgen Klopp buộc phải thắng, nhưng phong độ gần đây khiến 3 điểm cho Liverpool kết quả ít có khả năng xảy ra nhất. Kè Cop đã thua 2 trận sân nhà gần nhất trước Burnley và Brighton, thậm chí còn không thể ghi bàn. Trái lại, Man City đang có phong độ tốt cả về tấn công lẫn phòng ngự. Họ đã giữ sạch lưới 8 trong chuỗi 9 trận thắng ở Ngoại hạng Anh. Bàn thua duy nhất mà họ phải chịu trong thời gian đó là ở trận thắng 3-1 trước Chelsea. Dự đoán Liverpool với Man City 1-3.